Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tự Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những ngày tốt để quý vị tiến hành công việc chuyển nhà trong cái tháng 5 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đó. Thì để lựa chọn ra được những ngày tốt này thì chúng ta dựa vào cái tài liệu là ngày tốt toàn thư. Thì trong quyển ngày tốt toàn thư này có đầy đủ tất cả những ngày tốt cho quý vị tiến hành công việc đấy, chuyển nhà, mua xe. Đấy. Và những cái giờ tốt, đây, chọn giờ tốt thì quý vị có thể tham khảo thêm những cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra được những ngày tốt cho mình. Đó. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu vào xét xem trong tháng 5 âm lịch có những ngày nào tốt để chúng ta tiến hành việc công việc chuyển nhà. Thì để chọn được một ngày tốt để chuyển nhà ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào gì? 38 tiêu chí này. 38 tiêu chí này để chọn ra được một ngày tốt chuyển nhà cho được hanh thông thuận lợi. Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì như quý vị đã biết ấy, trong tháng 5 âm lịch, nó sẽ là khởi từ ngày 30 tháng 5 âm dương lịch đến ngày 28 tháng 6 dương lịch. Và tháng 5 âm lịch thì nó là tháng đủ, nó là tháng Bính Ngọ. Và trong tháng 5 âm lịch sẽ có hai tiết, đó là tiết mang chủng. Nó khởi từ ngày mùng 6 tháng 6, đây, mùng 6 tháng 6 nó tương ứng ngày mùng 8 tháng 5. Và tiết hạ chí thì nó khởi từ ngày 21 tháng 6, nó tương ứng với ngày gì? 23 tháng 5 âm lịch. Đó. Thì việc đầu tiên để lựa chọn ra được một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là chuyển nhà thì chúng ta cũng phải loại bỏ những ngày xấu, đúng không ạ? Loại bỏ tất cả những ngày xấu đi, bao gồm về sát chủ mùa, thiên địa chuyển sát, thụ tử, dương công kỵ, tam lương. Có 22 cái ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ để chúng ta tiến hành công việc chuyển nhà. Đấy. Và sau đó chúng ta sẽ dựa vào những cái sao tốt để chúng ta tiến hành để chọn ra được những ngày tốt. Đấy, thì đó là những ngày nào? Để xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thì ngày đầu tiên chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng 5 âm lịch này nó sẽ là ngày Thân và ngày Thìn. Ngày Thân là sát chủ âm, ngày Thìn là sát chủ dương. Sát chủ. Đấy, thì đây là hai ngày xấu mà chúng ta cần loại bỏ đầu tiên. Tiếp theo là chúng ta cần loại bỏ những ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa trong tháng này nó là ngày Ngọ, đúng không ạ? Sát chủ mùa. Đấy, thì chúng ta sẽ không dùng. Những ngày sát chủ và sát chủ mùa là bách sự kỵ nhé, trăm việc điều kỵ, đúng không quý vị? Sẽ không dùng những ngày này. Ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày thiên địa chuyển sát. Ngày thiên địa chuyển sát trong tháng 5 lịch nó sẽ là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ. Thì ngày Bính Ngọ là ngày 24, nó cũng là ngày sát chủ mùa rồi. Và ngày Mậu Ngọ trong tháng này không có. Đó. Tiếp theo là ngày xấu thứ tư chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thụ Tử. Ngày Thụ Tử trong tháng 5 âm lịch nó là ngày Tý. Ngày Tý sẽ bao gồm ngày mùng 6 này là ngày Mậu Tý, 18 là Canh Tý và 30 là ngày Nhâm Tý. Thì đó là những cái ngày xấu mà chúng ta sẽ không dùng vào việc gì đó, Thụ Tử, nó rất là xấu. Tiếp theo là gì? Ngày xấu thứ năm chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Dương Công Kỵ. Ngày Dương Công Kỵ trong tháng 5 âm lịch nó sẽ là ngày mùng 5, nó là ngày Đinh Hợi. Và năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy, chúng ta cần loại bỏ những ngày tam lương. Ngày tam lương là ngày bách sự kỵ, đúng không ạ? Tất cả việc điều kỵ thì chúng ta sẽ không dùng. Ngày tam lương sẽ bao gồm ngày mùng 3, mùng 7, mùng 13, 18, 22 và 27. Ngày mùng 3 nó sẽ là ngày Ất Dậu. Ngày mùng 7 là ngày Kỷ Sửu. Ngày 13 nó là ngày Ất Mùi. Ngày 18 nó là ngày Canh Tý. Ngày 22 nó là ngày Giáp Thìn. Và cuối cùng là ngày 27 nó là ngày Kỷ Dậu. Thì đó là những ngày tam lương mà chúng ta cần loại bỏ. 6 ngày tam lương đấy. Và ngày xấu thứ 7 chúng ta cần phải loại bỏ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ bao gồm sẽ có 3 ngày hàng năm, năm nào cũng vậy, tháng nào cũng vậy. Nó là ngày mùng 5, 14, 23. Mùng 5 nó là ngày Đinh Hợi. Đúng không? 14, ngày 14 thì nó sẽ là ngày Bính Thân. Và cuối cùng là ngày 23. Ngày 23 nó là ngày Ất Tỵ. Đó, đó là những ngày Nguyệt Kỵ mà chúng ta cần loại bỏ, đúng không ạ? Ngày xấu thứ 8 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá thì tháng Ngọ, đúng không ạ? Thì Tý với Ngọ là xung nhau thì ngày Ngọ, ngày Tý sẽ là ngày Nguyệt Phá. Chúng ta sẽ không dùng, hơn nữa ngày Tý lại trùng ngày Thụ Tử rồi, nó rất là xấu. Tiếp đến là gì? Ngày xấu thứ 9 đó là ngày Trực Bình. Ngày Trực Bình trong tháng này là ngày Dậu, thì tất cả ngày Dậu quý vị cần xem xét kỹ trước khi sử dụng. Ngày Trực Thu thì nó là ngày Mão. Ngày Mão quý vị cần xem xét nhá. Ngày Trực Bế thì nó là ngày Tỵ. Ngày Tỵ là ngày Trực Bế thì cũng cần phải xem xét kỹ. Đúng không? Ngày Kiếp Sát thì nó là ngày Hợi. Đây, ngày Hợi là ngày Kiếp Sát này. Kiếp Sát là ngày Hợi này. Tai Sát thì nó là ngày Tý. Và Nguyệt Sát thì nó là ngày Sửu, đúng không ạ? Ngày Hợi Tý Sửu, Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát thì chúng ta bách sự kỵ, không dùng cho việc gì. Đó. Và ngày xấu tiếp theo đó là ngày Nguyệt Hình. Tức là ngày thứ 15 là ngày Nguyệt Hình, nó là ngày Ngọ. Thì ngày Ngọ chúng ta cũng không dùng. Ngày Nguyệt Yếm trong tháng này nó cũng là ngày Ngọ luôn. Đấy. Tiếp theo là ngày Nguyệt Yếm chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày Thiên Sứ nó là ngày Mão. Ngày Mão.
Ngày đại thời thì nó sẽ là ngày Sửu. Ngày Sửu trùng ngày Nguyệt sát rồi. Tiếp theo là gì? Ngày tứ phế thì nó là ngày Đinh Mùi, là ngày 25 chúng ta cũng sẽ không dùng. Ngày thứ 20 nó là ngày Ngũ Mộ. Ngũ Mộ là ngày Bính Tuất, là ngày mùng 4. Thì ngày mùng 4 chúng ta không dùng cái việc gì cả. Tiếp theo là gì? Cái việc chuyển nhà thì người ta cũng kỵ kỵ những ngày quy kỵ. Ngày quy kỵ là ngày Dần. Đấy. Nhưng mà có sao tốt thì quý vị cần phải xem xét. Tiếp theo là gì? Ngày xấu cuối cùng là ngày Vãng Vong. Ngày Vãng Vong nó là ngày Mão. Đó. Thì đó là những ngày xấu mà cần tránh trong việc gì? Trong việc quý vị tiến hành công việc chuyển nhà. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ xét những sao tốt nào để chúng ta tiến hành công việc chuyển nhà, đúng không? Thì đầu tiên chúng ta có Thiên Đức Hợp là ngày Dần. Đó. Ngày Dần mặc dù nó phạm vào ngày quy kỵ nhưng mà nó lại có ngày cái Thiên Đức Hợp. Thì Thiên Đức Hợp là trăm sự đều làm, đúng không? Bách sự là đều đều tốt. Thì quý vị có thể dùng ngày này. Ngày Dần có ngày mùng 8 này, là ngày Canh Dần này. Ngày 20 nó là ngày Nhâm Dần. Đấy. Thì đây là hai ngày tốt đầu tiên. Tiếp theo là gì? Chúng ta có ngày Nguyệt Đức, nó là ngày Bính. Thì ngày Bính chúng ta ngày Bính Tuất là ngày mùng 4 này. Bính Thân là ngày 14 và Bính Ngọ là ngày 24. Thì tất cả những ngày này đều là ngày xấu. Tất cả những ngày này đều là ngày xấu đang dùng. Ngày Bính Tuất nó là ngày Ngũ Mộ xấu thì không tiến hành công việc chuyển nhà. Tiếp theo chúng ta có ngày Nguyệt Đức Hợp là ngày Tân. Thì ngày Tân chúng ta sẽ bao gồm ngày mùng 9 là ngày Tân Tân Mão. Đúng không? Ngày 19 là ngày Tân Sửu và ngày 29 là ngày Tân Hợi. Thì ngày mùng 9 đúng không ạ? Ngày mùng 9 là ngày Tân Mão nhá. Mùng 9 là Tân Mão. Thì quý vị có thể dùng được. Đấy. Mặc dù nó có những cái sao xấu như là Thiên Sứ này hay là ngày là nó là ngày Trực Thâu hay là nó là ngày Vãng Vong. Ừ. Thì quý vị cần xem xét kỹ. Nếu mà trong trường hợp mà cần thiết, cần kíp vẫn có thể dùng được. Tiếp đến là gì? Chúng ta có ngày Thiên Xá. Thiên Xá là ngày Giáp Ngọ, nó rất là tốt nhưng mà nó lại phạm vào ngày sát chủ mùa, hơn nữa lại trong ngày Ngọ có rất nhiều sao xấu, chúng ta không dùng nhé. Tiếp theo chúng ta có ngày Thiên Nguyện. Ngày Thiên Nguyện là ngày Đinh Mùi, nhưng ngày Đinh Mùi lại phạm vào ngày gì? Đinh Mùi phạm ngày tứ phế rồi thì chúng ta cũng sẽ không dùng. Và ngày tiếp theo là ngày Nguyệt Ân. Nguyệt Ân nó là ngày Mậu. Ngày Mậu là chúng ta có ngày 16 này, mùng 6 là ngày Mậu Tý này, phạm ngày tự tử không dùng này. Và chúng ta có ngày 16 này. 16 thì nó là ngày Mậu Tuất. Đó, như vậy là chúng ta có ngày tốt thứ ba. Đó là ngày 16 là ngày Mậu Tuất. Đó. Còn ngày Mậu Thân thì nó là ngày 26, đó là ngày sát chủ thì chúng ta sẽ không dùng được. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ngày Tứ Tướng. Ngày Tứ Tướng là một chỗ ngày tốt chuyển nhà, đó là ngày Mậu và ngày Kỷ. Thì ngày Mậu chúng ta chọn là ngày Mậu Tuất rồi, còn ngày Kỷ chúng ta có ngày mùng 7 là ngày Kỷ Sửu thì phạm vào Tam Nương, 17 Kỷ Hợi thì bị phạm vào ngày Kiếp Sát. Và ngày 27 là ngày Kỷ Dậu thì cũng bị phạm vào ngày Tam Nương. Thì bách sự kỵ chúng ta không dùng. Tiếp theo là gì? Ngày Thời Đức là ngày Thìn. Thời Đức ngày Thìn có ngày mùng 10 và ngày 22. Thì ngày mùng 10 và ngày 22 đều phạm vào ngày sát chủ rồi. Thì bách sự kỵ trong việc điều kỵ chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp theo là ngày Dân. Ngày Dân Nhật là ngày Dậu. Ngày Dậu thì có ngày mùng 3 là ngày Ất Dậu, 15 là ngày Đinh Dậu và ngày 27 là ngày Kỷ Dậu. Thì ngày mùng 3 và ngày 27 nó phạm vào ngày Tam Nương. Đấy, chúng ta còn ngày 15. 15 là ngày Đinh Dậu. Thì quý vị có thể dùng được. Ngày tiếp theo là ngày Dịch Mã. Ngày Dịch Mã trong tháng là ngày Thân thì nó trùng ngày sát chủ rồi thì tốt nhất quý vị không dùng ngày này. Đó. Tiếp đến là gì? Tiếp theo là ngày Thiên Mã. Ngày Thiên Mã trong tháng là ngày Dần. Đấy, ngày Dần chúng ta đã chọn rồi, bao gồm ngày mùng 8 và ngày 20. Mùng 8 là Canh Dần và 20 là gì? Ngày Nhâm Dần. Thì ngày Dần cũng là ngày trực thành, cũng rất là tốt cho cái việc chuyển nhà. Thì quý vị có thể chọn ngày Dần nhé. Ngày Dần khả năng là ngày tốt nhất đấy. Cuối cùng là ngày trực khai là ngày Thìn. Ngày Thìn nó phạm ngày sát chủ rồi, chúng ta cũng dùng đó. Như vậy là gì? Trong cái tháng 5 âm lịch năm 2020 Nhâm Dần để chuyển nhà thì chúng ta sẽ có 5 ngày tốt. Có 5 ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc chuyển nhà. Đấy. Ngày tốt đầu tiên đó là ngày mùng 8 là ngày Canh Dần. Ngày tốt thứ hai là ngày 20 là ngày Nhâm Dần. Ngày tốt thứ ba là ngày 16 là ngày Mậu Tuất. Và ngày tốt thứ tư đó là ngày 15 là ngày Đinh Dậu. Ngày tốt thứ năm đó là ngày mùng 9 là ngày Tân Mão. Thì ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng được thêm những ngày mùng 1 này là ngày Quý Mùi. Và gì? Ngày 28 là ngày Canh Tuất. Đó, thì hai ngày này không phạm cái sát gì cả. Thì nếu quý vị dùng thì vẫn vẫn dùng được, mặc dù nó không được tốt bằng ngày ngày Dần và ngày Tuất, ngày Dậu. Đấy. Như vậy là tôi đã vừa sử dụng cái tài liệu ngày tốt toàn thư để tìm cho quý vị dựa vào 38 tiêu chí này để chọn cho quý vị được một ngày tốt chuyển nhà.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì quý vị có thể là cho dừng màn hình lại, chụp lại hoặc là chép lại những cái ngày tốt này để quý vị tiến hành cái công việc chuyển nhà cho được thuận lợi may mắn. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.